Kính chào quý vị đến với bản tin an ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày 26 tháng 4. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Hôm 25 tháng 4, Nga đánh trúng các khu dân sự ở thành phố Kupiansk của Ukraine. Tiết lộ nội dung cuộc họp của hàng chục quan chức Ukraine về chiến dịch phản công mùa xuân. Nga lần đầu tiên lên tiếng về tin đồn Tổng thống Putin sử dụng thế thân. Ukraine đáp trả nghị sĩ Hungary nói Kiev cần Nga chấp thuận mới được vào NATO. Trung Quốc kêu gọi các quốc gia tuân theo chủ nghĩa đa phương thực sự ở Liên Hợp Quốc. Cựu cố vấn Mỹ kêu gọi tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Hàn Quốc. Philippines kêu gọi Mỹ đưa ra cam kết rõ ràng để bảo vệ Manila trước biến động an ninh. Người nước ngoài lũ lượt rời khỏi Sudan giữa lúc nội chiến hỗn loạn. Ý cấm gần 200 cổ động viên Juventus vào sân vì có hành vi phân biệt chủng tộc. Theo tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Dermak, lực lượng Nga hôm thứ Ba 25 tháng 4 đã nã pháo vào trung tâm thành phố Kupiansk thuộc vùng Kharkiv của Ukraine. Có ít nhất 5 người bị thương và một viện bảo tàng bị hệ thống tên lửa S-300 đánh trúng, ông Dermak viết trên Telegram. Nga đã nã pháo vào trung tâm thành phố Kupiansk ở vùng Kharkiv bằng S-300. Họ tấn công viện bảo tàng, nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát, được biết có khoảng hơn 5 người bị thương. Hãng thông tấn Ukrinform cho biết quân đội Nga đã tập kích vào 18 khu định cư ở khu vực Kharkiv vào hôm thứ Hai, khiến một phụ nữ 60 tuổi thiệt mạng. Hôm 25 tháng 4, một binh lính của Wagner cho biết rằng chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov của Ukraine đã cố gắng rời khỏi Bakhmut bằng cách trà trộn vào dân thường khi Nga đang tiến hành sơ tán. Người này cho biết gần đây một tay súng bắn tỉa giả làm dân thường đã bị bắt khi đang rời Bakhmut. Hóa ra người này là tay súng bắn tỉa thuộc tiểu đoàn Azov của Ukraine. Một ngày trước đó, tờ El Mundo viết rằng lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã bỏ lại hai lữ đoàn ở Bakhmut. Các phóng viên cho biết rằng hàng chục đoàn xe bọc thép đang rời khỏi khu vực. Cùng ngày, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk thân Nga, ông Denis Pushilin, thông báo rằng lực lượng Nga đã tiến công ở phía Tây Bắc và phía Tây của Bakhmut, đồng thời tình hình trong thành phố vẫn đang vô cùng căng thẳng. Hiện tại, theo ông Pushilin, lực lượng Nga đã tiếp cận đến một khu vực khá khó khăn, đó là một dãy nhà chọc trời và các chiến binh Ukraine đang tổ chức phòng thủ chặt chẽ tại đó. Theo thông tin từ tờ Pravda hôm 25 tháng 4, văn phòng Tổng thống Ukraine đã bổ nhiệm các giám sát viên chịu trách nhiệm, giám sát các lữ đoàn tham gia vào cuộc phản công sắp tới. Các giám sát viên này bao gồm những quan chức hàng đầu và nghị sĩ có nhiệm vụ hỗ trợ binh lính Ukraine. Nhiều đánh giá cho rằng quân đội của ông Zelensky đang rất coi trọng việc giành chiến thắng bằng mọi giá. Theo Pravda, hơn 10 người đã tham gia vào cuộc họp kín trên phố Bankova vào đầu tháng 4 năm nay, bao gồm các phó chủ nhiệm văn phòng tổng thống, những người đứng đầu của các cơ quan thực thi pháp luật, các nhà quản lý hàng đầu của ngành ngân hàng và năng lượng nhà nước, một số bộ trưởng cũng như nghị sĩ. Theo bài viết về kế hoạch phản công của Ukraine được đăng tải trên Ukrainka Pravda, tại cuộc họp ở phố Bankova, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Dermak, nói với những người có mặt rằng mỗi người trong số họ đều đảm nhận một nhiệm vụ cá nhân lớn từ Tổng thống. Ông Zelensky đã quyết định rằng những người này sẽ đảm nhận việc giải quyết vấn đề điều động của các lữ đoàn mới cho cuộc phản công tới. Sau báo cáo của ông Dermak, cố vấn của ông là Daria Zativa đã phát cho từng người tham gia một số tài liệu có thông tin đồ họa về các lữ đoàn mà họ sẽ chịu trách nhiệm. Văn phòng Tổng thống đưa ra chỉ định ai sẽ phục vụ cho nhóm nào. Những người tham gia cuộc họp chịu trách nhiệm về việc bố trí nhân lực một cách nhanh chóng cho các lữ đoàn. Giám sát viên cần phải phát hiện ra được lữ đoàn đang thiếu những gì, bất kể bằng cách nào và ở đâu. Các vấn đề cần phải được giải quyết thỏa đáng. Một thành viên có mặt trong cuộc họp cho biết đây thực sự là một ý tưởng hay của Tổng thống Zelensky. Những giám sát viên đều là người mà ông ấy muốn bổ nhiệm và họ sẽ có thể giúp đỡ quân đội một cách nhanh chóng. Và Tổng thống cũng có một kênh liên lạc trực tiếp với các lữ đoàn này. Vì vậy, sẽ không thể có binh lính hay quan chức nào báo cáo rằng mọi thứ đều ổn trong khi thực tế thì không như thế. Các nguồn tin trong văn phòng Tổng thống cho biết, biện pháp điều động các lữ đoàn này không có nghĩa là không tin tưởng vào quân đội, mà đúng hơn là để giúp đỡ họ nhiều nhất có thể. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng Ukraine không cần sự cho phép của Nga để gia nhập NATO. Đồng thời, việc là thành viên NATO sẽ tăng cường sức mạnh liên minh và ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Trước đó, nghị sĩ Quốc hội Hungary bà Dora Dudo đã cho rằng Ukraine cần xin phép Nga để gia nhập NATO và điều này sẽ được thực hiện thông qua một thỏa thuận riêng biệt. Trên Facebook, người phát ngôn Oleg Nikolenko đã nhấn mạnh rằng Ukraine có chủ quyền và tự do lựa chọn biện pháp an ninh cho mình. Và điều đó đã được xác nhận bởi các thành viên NATO, bao gồm cả Hungary.
Ông Nikolenko khẳng định, chúng tôi không cần sự chấp thuận của Nga để trở thành một phần của liên minh quân sự. Thật là nguy hiểm khi các chính trị gia Hungary đang khiến cho an ninh của châu Âu, Đại Tây Dương phụ thuộc vào quyết định bất chợt của Nga. Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, không một ai có thể cản trở Ukraine gia nhập NATO. Tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ củng cố sức mạnh của liên minh và ngăn chặn Nga tấn công châu Âu trong tương lai. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov mới đã chính thức lên tiếng về tin đồn Tổng thống Nga Vladimir Putin đang sử dụng người thế thân. Cụ thể, ông Peskov nói, chúng tôi nghe nhiều người nói rằng ông Putin đang có rất nhiều thế thân khi thực hiện các chuyến thị sát. Đây đều là những lời nói dối. Ông ấy từ trước đến nay vẫn là một người rất năng động. Những người làm việc cùng Tổng thống rất hiếm khi theo kịp mà chỉ có thể ghen tị với năng lượng cũng như sức khỏe của ông ấy. Đây hoàn toàn là những tin đồn dối trá. Vào ngày 18 tháng 4, các phương tiện truyền thông của Nga đưa tin rằng ông Putin đã đến thăm trụ sở của nhóm quân sự Dnepr ở mặt trận Kherson và nhóm Vostok ở Luhansk. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cho rằng người đến thăm các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát ở Kherson và Luhansk không phải là Tổng thống Nga mà là người đóng thế ông ấy. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được tổ chức ở New York vào hôm 24 tháng 4, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ông Trương Quân đã kêu gọi tất cả các nước tuân theo chủ nghĩa đa phương thực sự và loại bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương khi toàn cầu đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Cuộc tranh luận hôm 24 tháng 4 được chủ trì bởi Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov, có sự tham dự của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và đại diện từ hơn 30 quốc gia. Ông Guterres cho biết hệ thống đa phương của thế giới đang chịu sức ép lớn hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Liên Hợp Quốc được thành lập, đòi hỏi phải có hành động nhanh chóng trong việc sử dụng hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như các công cụ hiện có để củng cố an ninh. Ông cho biết căng thẳng giữa các cường quốc, nguy cơ xảy ra xung đột và phát sinh tính toán sai lầm đang ở mức cao trong lịch sử. Chúng ta phải tìm ra con đường phía trước và hành động ngay lập tức như chúng ta đã làm trước đây để ngăn chặn xung đột xảy ra. Trong cuộc họp, ông Lavrov cho biết hệ thống toàn cầu do Liên Hợp Quốc làm trung tâm hiện đang chịu đựng một cuộc khủng hoảng sâu sắc khi một số quốc gia thành viên đang cố gắng thay thế luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc bằng trật tự dựa trên luật lệ. Ông chỉ trích Mỹ phá hoại chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa, thổi phồng sự đối đầu giữa các khối nhằm làm suy yếu vai trò của Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Trung Quốc ông Trương Quân lưu ý rằng nhân loại đang đối mặt với những thách thức toàn cầu chưa từng có vì các hành vi bá quyền và bắt nạt đang gây ra tác hại to lớn cho thế giới. Ông Trương nói, chúng tôi phản đối việc một số quốc gia bóp méo ý nghĩa của luật pháp quốc tế, áp đặt trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, lên cộng đồng quốc tế và cố tình vi phạm các quyền hợp pháp của các quốc gia khác. Chúng tôi cũng phản đối việc coi thường các hiệp định quốc tế, áp dụng tiêu chuẩn kép nếu các nước lớn tùy tiện biến các hiệp ước, hiệp định quan trọng liên quan đến hòa bình, an ninh quốc tế thành những tờ giấy vụn thì không chỉ luật pháp quốc tế bị xói mòn mà thế giới cũng sẽ không có hòa bình. Về vấn đề này, các quốc gia liên quan nên nghiêm túc suy nghĩ về hành động của mình. Theo các nhà phân tích quốc phòng, hôm 25 tháng 4, Hàn Quốc và Mỹ có khả năng sẽ nhất trí trong việc lập ra kế hoạch chung và triển khai chung các nguồn lực hạt nhân của Mỹ, đánh dấu việc mở rộng khả năng răn đe mà Washington có thể hỗ trợ cho các đồng minh. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố chung liên quan đến vấn đề này sau hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng vào hôm 26 tháng 4. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ ông Jack Sullivan cho biết, việc này sẽ gửi một tín hiệu rất rõ ràng và có thể chứng minh được uy tín của Mỹ khi nói đến các cam kết bảo vệ dành cho Hàn Quốc và người dân nước này. Các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Mỹ sẽ đưa ra các tuyên bố riêng biệt về khả năng răn đe mở rộng sau hội nghị thượng đỉnh. Răn đe mở rộng đề cập đến cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các đồng minh bằng năng lực hạt nhân và tên lửa của mình nếu các quốc gia này bị tấn công. Chính quyền Yoon xem răn đe mở rộng là lựa chọn thực tế tốt nhất hiện nay đối với Seoul để ngăn chặn các mối nguy đến từ Triều Tiên. Một chuyên gia cho biết tuyên bố chung của cả hai có khả năng sẽ bao gồm việc chia sẻ thông tin, lập kế hoạch chung và triển khai chung nguồn lực hạt nhân của Mỹ như Tổng thống Yoon đã đề cập nhiều lần trước chuyến thăm Mỹ của ông ấy. Việc Washington củng cố cam kết liên quan đến tán ô hạt nhân này diễn ra trong bối cảnh người dân Hàn Quốc ngày càng hoài nghi về lời hứa của Mỹ trong việc mở rộng khả năng răn đe trước sự tiến bộ về năng lực hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Ý tưởng về việc Seoul nên phát triển hạt nhân của riêng mình đã nhận được sự ủng hộ từ công chúng trong khoảng thời gian gần đây. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ ông John Bolton hôm 25 tháng 4 cho biết Mỹ nên triển khai lại vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Hàn Quốc để gửi một thông điệp rõ ràng tới Triều Tiên, cũng như hạn chế lại các lời kêu gọi của Seoul về việc để nước này tự triển khai bom hạt nhân của riêng mình.
Nhận xét của ông Bolton được đưa ra khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang ở Washington để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Bolton cho biết việc tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ sẽ giúp trấn an người dân Hàn Quốc, đồng thời cũng gửi lời cảnh báo tới Bình Nhưỡng. Ông nói việc đưa vũ khí hạt nhân chiến thuật trở lại bán đảo sẽ là bằng chứng rõ ràng về quyết tâm của Mỹ trong việc ngăn chặn Triều Tiên. Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Hàn Quốc vào năm 1958, đã tháo số vũ khí này vào năm 1991. Washington sau đó tuyên bố sẽ sử dụng tất cả khả năng của mình để bảo vệ đồng minh châu Á chủ chốt là Hàn Quốc. Ông Marcos dự kiến sẽ hội đàm với ông Biden tại Washington vào ngày 1 tháng 5 sắp tới. Nhà Trắng cho biết cuộc gặp này sẽ tái khẳng định và các cam kết chắc chắn của Mỹ đối với việc bảo vệ Philippines. Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Marcos nói hiệp ước cần phải điều chỉnh do đã có những thay đổi trong tình hình mà ta đang đối mặt trong khu vực. Tình hình đang nóng lên. Việc Philippines kêu gọi Mỹ đưa ra cam kết rõ ràng diễn ra trong bối cảnh các tranh chấp và căng thẳng trong khu vực ngày càng gia tăng. Chính quyền ông Biden và ông Marcos hiện tìm cách tăng cường liên minh quân sự. Điều này đã được thể hiện qua sự hiện diện lớn nhất từ trước đến nay của quân đội Mỹ tại các cuộc tập trận hàng năm. Philippines cũng tăng gần gấp đôi số căn cứ quân sự dành cho Washington. Philippines cho biết thỏa thuận với các căn cứ quân sự là vì mục đích tự vệ của nước này. Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng hiệp ước giữa nước này với Mỹ đang châm ngòi cho căng thẳng khu vực. Hôm 24 tháng 4, ông Marcos cũng cho biết ông và ông Biden nên thảo luận chính xác những gì liên minh đòi hỏi và cách quản lý căng thẳng với Trung Quốc. Trong cuộc họp báo ở Belgrade hôm 24 tháng 4, ông Vučić nói, người Serbia ở Kosovo đã thực hiện một cuộc nổi dậy chính trị ôn hòa. Được biết, người Serbia đang sống ở miền Bắc Kosovo đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu để phản đối yêu cầu tự trị của Kosovo. Dấu hiệu này cho thấy thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng trước giữa Kosovo và Serbia đang không có hiệu quả. Ủy ban bầu cử của Kosovo cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương hôm 23 tháng 4 ở miền Bắc là 3,47%. Ông Vučić nói EU và phương Tây đã không trả lời các câu hỏi của người Serb trong 10 năm nay. Chúng tôi muốn được lắng nghe, nhưng không bao giờ được đáp ứng. Serbia đã không công nhận nền độc lập của Kosovo, nơi từng là một tỉnh phía nam của nước này. NATO đã can thiệp khu vực này trong cuộc xung đột năm 1998-1999. Bắc Kosovo là nơi sinh sống của khoảng 50.000 người Serb. Thủ tướng Kosovo, ông Albin Kurti, đã cáo buộc chính phủ Serbia đe dọa những người Serb ở phía Bắc muốn tham gia bỏ phiếu. Ông Vučić phủ nhận các cáo buộc này. Ông Maduro đã gửi thông điệp của mình đến Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro và đại diện của các quốc gia sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Bogota vào thứ Ba, ngày 25 tháng 4, với nỗ lực nối lại đàm phán giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập trước cuộc bầu cử vào năm 2024. Tổng thống Venezuela yêu cầu các nước tham gia hội nghị thúc giục phe đối lập thực thi thỏa thuận xã hội đã đạt được ở Mexico vào năm 2022. Thỏa thuận này quy định việc thành lập quỹ trị giá 3,2 tỷ đô la từ tài sản bị đóng băng trong hệ thống tài chính quốc tế. Quỹ này được sử dụng cho các kế hoạch nhân đạo trong nước và sẽ do Liên Hợp Quốc quản lý. Ông Maduro cũng cáo buộc đại sứ Hoa Kỳ tại Venezuela, ông James Story, đã giúp lãnh đạo phe đối lập, ông Juan Guaido, đến Colombia để cố tham dự hội nghị thượng đỉnh. Trước đó vào thứ Hai, ông Guaido đã tweet rằng ông đã đến Bogota để yêu cầu được gặp với các phái đoàn quốc tế. Bộ Ngoại giao Colombia đã nhanh chóng thông báo rằng ông Guaido đã không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh. Mức độ lạc quan về tình hình kinh tế trong giới kinh doanh Đức hiện nay đã gia tăng ở tháng thứ 7 liên tiếp giữa thời điểm giá khí đốt thấp và kinh tế Trung Quốc tái mở cửa sau quá trình chống dịch COVID-19. Viện Ifor tại Munich, một trong những viện nghiên cứu lớn nhất về kinh tế ở Đức, cho biết chỉ số niềm tin đã tăng từ 93,2 điểm lên 93,6 điểm trong tháng 3. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng sự lạc quan này không thể xóa bỏ được những thách thức khổng lồ mà nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu đang đối mặt. Người tiêu dùng vẫn giữ thái độ thận trọng do tình trạng lạm phát tràn lan và giá năng lượng vẫn ở mức cao sau khi Nga cắt bỏ phần lớn lượng khí đốt cho EU khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ. Lãnh đạo bộ phận chiến lược toàn cầu của ngân hàng ING, ông Kasran Bresky, chia sẻ quan điểm nhìn vào quý 1 năm 2023, đặc biệt là nửa cuối năm 2022, cho thấy nền kinh tế Đức sẽ tiếp tục ở trong tình trạng suy thoái. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo GDP 2023 của nước Đức sẽ giảm 0,1%. Ông Bresky nói thêm, việc Trung Quốc, thị trường lớn truyền thống của doanh nghiệp Đức, chấm dứt các biện pháp chống COVID-19 khắc nghiệt đã giúp nền công nghiệp quốc gia này phục hồi phần nào. Hôm 25 tháng 4, nhiều công dân nước ngoài đã lần lượt di tản khỏi Sudan. Họ đã tập trung rời khỏi quốc gia này từ cảng Sudan khi tình hình xung đột ngày càng căng thẳng.
Nội chiến giữa các quân đội chính quy Sudan và lực lượng bán quân sự RSF bùng nổ từ ngày 15 tháng 4 khiến cho 427 người thiệt mạng. Các dịch vụ y tế và nhân đạo khác đều đã ngưng hoạt động. Các cuộc đấu súng đã biến khu dân cư thành vùng chiến sự. Các trận chiến đã giảm bớt sau khi quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự đồng ý ngừng bắn trong 72 giờ. Tuy nhiên, tiếng súng vẫn nổ ra trong ngày 25 tháng 4. Các quốc gia Ả Rập, châu Á và phương Tây đều chạy đua để đưa công dân nước họ rời khỏi Sudan. Hàng nghìn người, trong đó có cả công dân Sudan hoặc đến từ các nước láng giềng đã chạy đến Ai Cập, Cộng hòa Tchad và Nam Sudan, bất chấp mọi nguy hiểm cũng như tình hình bất ổn ở đó. Các chính phủ đang nỗ lực để mang công dân của mình về nhà an toàn. Một tòa án ở Singapore đã kết án 12 tháng tù đối với một công dân Malaysia buôn lậu 26 con chó và một con mèo xuyên biên giới tới Singapore. Nhiều con trong số này đã chết sau khi được lực lượng an ninh phát hiện. Gopi Subaran Paramasivan, 36 tuổi, một tài xế xe tải chuyên vận chuyển vật liệu xây dựng đã đồng ý đưa 27 con chó và mèo từ Malaysia đến Singapore vào tháng 10 năm 2022 với giá 75 đô la một con. Đối tượng đã bị lực lượng chức năng chặn tại trạm kiểm soát Tuas, Singapore. Sau quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện các con vật bị giấu trong túi giặt có khéo khóa và hộp nhựa ở nhiều nơi trên xe. Trong số 26 con chó bị buôn lậu, một con đã chết vào thời điểm được phát hiện, 18 con khác chết sau đó do mắc bệnh Parvo, một loại bệnh viêm ruột dạ dày lây lan ở chó. Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore mô tả đây là vụ buôn lậu động vật sống gây sốc nhất từ trước đến nay. Theo đạo luật động vật và chim, trường hợp vi phạm quy định nhập khẩu động vật trái phép vào Singapore sẽ bị phạt tiền đến 10.000 đô la và phạt tù tối đa một năm. Italia mới đây đã cấm 171 cổ động viên Juventus vào sân sau khi những người này có hành vi phân biệt chủng tộc đối với tiền đạo Romelu Lukaku của Inter Milan trong trận bán kết Coppa Italia vào đầu tháng này. Lukaku đã bị phân biệt chủng tộc trên sân của Juventus khi anh ấy ghi bàn giúp Inter Milan gỡ hòa 1-1, đại diện nam cầu thủ cho biết. Cảnh sát Ý đã xác định các trường hợp vi phạm bằng các video từ camera giám sát tại sân vận động. Họ cho biết các cổ động viên của Juventus đã chế nhạo cầu thủ đối phương trong suốt trận đấu. Hiện chưa rõ lệnh cấm đối với những người hâm mộ của Juventus kéo dài trong bao lâu. Lukaku cùng các đồng đội sẽ tiếp đón Juventus trên sân nhà trong lượt về vòng bán kết Coppa Italia vào ngày 26 tháng 4. Trước đó, tiền đạo người Bỉ đã lãnh thẻ vàng thứ hai tại trận lượt đi và phải rời khỏi sân sau màn ăn mừng bàn thắng, mà trong đó anh đã đưa ngón tay lên miệng hướng đến các cổ động viên Juventus, ý nói hãy im đi. Với thẻ đỏ này, Lukaku không thể thi đấu trận lượt về. Tuy nhiên, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ý đã xóa thẻ cho tiền đạo 29 tuổi như một biện pháp chống phân biệt chủng tộc. Reuters dẫn thông báo của chính quyền địa phương cho biết một trận hỏa hoạn đã nhấn chìm một phần của trung tâm mua sắm ở thành phố Makassar, miền trung Indonesia. Hỏa hoạn bùng phát trên tầng 2 của trung tâm thương mại Trans Studio Makassar vào khoảng 18 giờ theo giờ địa phương. Theo các nhân chứng, vụ việc khiến những người đang mua sắm bên trong tòa nhà hoảng loạn và tháo chạy. Ông Mas Kembuan, giám đốc điều hành của trung tâm mua sắm Trans Studio Makassar, nói với Reuters rằng tất cả khách hàng đều được sơ tán đến nơi an toàn và không ghi nhận thương vong trong vụ việc. Hỏa hoạn xảy ra trong bối cảnh các trung tâm mua sắm ở Indonesia chật cứng người trong kỳ nghỉ lễ Eid kéo dài một tuần của người Hồi giáo. Mới đây, cảnh sát Kenya cho biết cho đến thời điểm hiện tại, họ đã tìm thấy được tổng cộng 73 thi thể được cho là tín đồ của một giáo phái Cơ Đốc giáo có niềm tin rằng họ sẽ lên thiên đàng nếu nhịn đói. Theo nguồn tin, các thi thể chủ yếu được tìm thấy từ các ngôi mộ tập thể trong khu rừng Sakahola rộng khoảng 323 hecta ở miền đông Kenya, nơi tập trung của nhiều tín đồ của giáo phái tự xưng là Giáo hội Quốc tế Tin Lành. Số nạn nhân được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao. Hội chữ thập đỏ Kenya cho biết còn 112 người được báo cáo mất tích. Theo cơ quan điều tra hình sự Kenya, 33 nạn nhân đã được lực lượng chức năng giải cứu. Vào đầu tuần, cảnh sát trưởng Jafesh Kumi cho biết bên cạnh thi thể, một số người được tìm thấy còn sống trong các ngôi mộ tập thể. Tuy nhiên, do sức khỏe quá yếu, họ đều tử vong sau đó. Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ thủ lĩnh giáo phái nhịn ăn Paul McKenzie vào ngày 14 tháng 4 sau khi nhận được phản ánh về hàng loạt ngôi mộ chứa ít nhất 31 tín đồ giáo hội. Người đứng đầu văn phòng công tố Kenya, Nordin Haji, khẳng định họ sẽ đưa ra những cáo buộc tương xứng với tội ác mà đối tượng gây ra. Truyền thông địa phương cho biết McKenzie từ chối tiếp nhận thức ăn và nước uống. Reuters chưa liên lạc được với luật sư hay đại diện của đối tượng. Theo Reuters, Chile đã phải tiêu hủy 1 triệu con gia cầm trong bối cảnh dịch cúm gia cầm đang hoành hành tại các trang trại chăn nuôi của nước này. Tình hình hiện nay đã gây áp lực lớn lên ngành chăn nuôi của Chile, đặc biệt là thị trường trứng gia cầm. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, giá trứng hiện đã tăng 35% so với năm ngoái. Đây cũng là xu hướng chung trên toàn cầu. Một người dân địa phương tên
Eduardo Seda cho biết, tôi từng mua trứng với giá 5.000 đến 5.500 peso tương đương 6 đến 7 đô la Mỹ, nhưng bây giờ tôi phải bỏ ra tới 7.000 peso. Thật sự quá đắt. Chile bắt đầu ghi nhận các trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N1 vào cuối năm ngoái ở động vật hoang dã. Việc dịch bệnh bùng phát tại các trang trại chăn nuôi công nghiệp đã khiến chính phủ quốc gia Nam Mỹ quyết định đình chỉ xuất khẩu gia cầm. Cuối tháng trước, Chile đã ghi nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N1 đầu tiên ở người. Bệnh nhân là một người đàn ông 53 tuổi, có các triệu chứng bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, cơ quan y tế Chile khẳng định rằng virus gia cầm có thể lây truyền từ chim hay động vật biển có vú nhiễm bệnh sang người, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào lây từ người sang người. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin An ninh Trật tự Thế giới 24 giờ ngày 26 tháng 4. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.